mùa của những ngày nắng vàng rực rỡ, mùa của những chuyến đi bất tận. Thế nhưng mùa hè cũng là ác mộng với làn da vì ánh nắng mặt trời gay gắt. Vì lẽ đó, trong túi sách của mọi người không thể nào thiếu một tuýp kem chống nắng. Ngày hôm nay, hãy để Let's Go cùng các bạn đến mua sắm tại một cửa hàng cung cấp các sản phẩm kem chống nắng đang được nhiều chị em tin dùng nhé! Kem chống nắng là một trong những sản phẩm chăm sóc da cơ bản và cần thiết nhất trong quy trình làm đẹp và được rất nhiều người sử dụng. Kem chống nắng tại cửa hàng đều có nguồn gốc từ thiên nhiên, độ chống nắng cao lên tới SPF 50. Các cái thành phần của kem chống nắng ấy thì đến hoàn toàn từ thiên nhiên. Trong đó có thành phần là lô hội thì giúp là dưỡng da, làm ẩm cho da rất là tốt. Thành phần kem collagen ấy thì giúp cho da được tái tạo và đàn hồi, nâng cơ. Tiếp đến đó là cái thành phần là sáp ong. Sáp ong thì khi chúng ta sử dụng ấy thì nó có một giống như một cái lớp tẩy nhẹ nhưng mà lại rất là an toàn, làm cho da mình mịn màng, sáng lên. Đối với các chị em phụ nữ thì thường là sợ sử dụng kem chống nắng là nó sẽ gây lên dính bết hoặc là mụn. Nhưng mà trong thành phần kem chống nắng Benew Perfection thì nó có cái tinh chất trà xanh giúp cho là kháng khuẩn và kiềm dầu rất là tốt, nên là hoàn toàn là yên tâm là khi dùng là nó ngăn ngừa mụn rất là hiệu quả. Chính vì các công dụng vượt trội, kem chống nắng Benew được cung cấp tại đây đang được rất nhiều chị em tin dùng. Sau khi mình sử dụng cái dòng kem chống nắng này thì mình thấy rằng là cái màu của cái dòng kem chống nắng này thì rất là phù hợp với da của mình. Khi bôi lên mình cảm thấy rằng là nó không bị bết dính và khi xuống nước thì mình thấy rằng là nó không bị trôi. Trước đây thì mình nghĩ là cái kem chống nắng này con trai không nên sử dụng, nhưng mà theo mình nghĩ thì khi vợ mình tặng mình một tip, mình sử dụng mình cảm thấy là rất phù hợp với mình, và mình với cái công việc của mình hay đi ra ngoài đường nhiều với trời nắng. Khi mình sử dụng sản phẩm lên, mình cảm thấy da mình nó có độ chống nắng rất cao, rất tốt. Đừng để ánh nắng chói chang đánh bại bạn, hãy lựa chọn các sản phẩm chăm sóc da phù hợp với mình và tự tin tận hưởng mùa hè sôi động các bạn nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!